chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của anh Pha Săn Bắt Ẩm Thực. Hôm nay mình trải nghiệm một ngày căng dịch, xem thử coi nó có cực khổ không, và mình thử xem coi cái nỗi khổ của người giữ dịch nó ra sao, nó cực đến mức độ cả nào. Người ta tối ngày đi làm nữ sớm, từ sáng sớm cho tới chiều không mọi người. Dịch đang ăn mọi người thấy không, ăn xong no cái lên bờ này nó nằm là nghỉ chân. Do hôm nay giữ dịch cực khổ quá mọi người ơi, nên ông chủ dịch đã tặng cho mình một con vịt cò ăn về mình nướng ăn. Sau khi về tới nhà là mình rủ mấy anh em đồng đội của mình đã cùng gắn bó với mình trong suốt thời gian qua, sum họp lại nướng ăn và nói chuyện phím, nói chuyện hài hước, kể chuyện nhau nghe về cuộc sống trong sự việc đó, trong một ngày xảy ra luôn. Đã dục vô cái đầu mày á, đó ướt nhẹ. Em chịu vô. Có gì quạt không? Ây da. Đó đó. Quá trời. Quá trời quá trời vỏ chim lô rồi. Đó đó đó, cốt vô. Cốt ừ. Sau khi đốt than một hồi lửa cháy đỏ, giờ mình bỏ vịt lên mình nướng nha mọi người. Vịt nướng rất là lâu chín mọi người. Mọi người xem quá lâu rồi, mọi người thông cảm cho mình nghe. Sắp hết rồi. Chết thiệt á. Dạ. Chết thiệt á. Thấy chịu trưởng thành chưa? Ừ đúng rồi anh ba, thằng Kiều biết nó sống sao mà đi đâu ai cũng đồ quýnh. Đó nè, nó đang câu cá vậy, nhỏ kia hỏi. À, nó hỏi nhỏ kia, mày đâu vậy? Cái đồ nó, tao đặt mày. Dốc rồi, tao nói ghê mày ngồi đây. Trời ơi, chủ. Dục trong cái sọt á. Hả nè, mày đem đó làm gì vậy? Chở than. Chờ, nó chín, nó cháy hết trơn rồi. Rồi còn cái gì đó chi? Chiều mình rủ mấy đứa lại nướng vịt ăn sau chơi lấy mấy đứa. Rồi mấy đứa nó nói em có hai con gắn với con cá đồ kiến nè, nướng vịt chung ăn luôn cho nó vui. Rồi cái nó đem đợi rồi nó nướng cùng mình luôn. Ừ. Đây là tròn. Trời trời. Dạ. Đây là tròn gắn. Thì biết tròn đây cắn mày. Thì biết cắn. Nha, gắn ăn sóc nha nè. Miếng ngon à. Bổ dưỡng á. Mình chà chanh vô da ăn vịt đó mọi người. Cho da nó giòn ăn cho nó ngon. Nó để thôi da nó vịt này là vịt đẻ. Da biết đi đâu da ai cũng quýnh hết trơn trời. Trời ơi, chà vô đây nè. Phương Linh ngồi ngủ nó lửa cho nó phòng trời. Tao ngồi cái mình ngồi này con cá này nó kiếm hay gì cái nó đồ quýnh tao mày. Nè, chỉ một chuột. Không. Đây nhỏ ra tao chưa quýnh ai phải không? Ừ. Cái tao, cái tao chùi tay cái quýnh tao. Nó gì chèo. Em rõ thiệt. Tao. Tao nói tao cái chuột câu cá. Nói lại cái. Rồi. Thằng cu hồn thằng này chứ gì cũng chết. Cô gì cũng chết hết chưa chọt. Không cực rồi. Mà dạ muốn cho trời. Khán giả vui hơn thì mình xin một mạc áo thịt. Quay chiều ơi. Trời ơi trời ơi trời ơi. Vô gì anh cá. Dạy anh trời. Hết hôm nay nắng anh ba bị sầu ơi. Dạ ăn vịt cái khét kìa. Hết vai tròn. Ừ, mất rồi. Mất nhưng mà mất mạc. Nhiều, mèo biết mất, ok. Mất tao mất rồi. Mất ạc. Mà tao mất không được. Mất ạc. Ông anh nó cũng mất skin á. Mày nghèo quá skin. Free Fire mày giàu lắm chiều. Như yeah. Con boss. Quan trọng là trình thượng thừa, ok. Trình tao bắn ăn mày 71 á. Mày bắn solo không? Trình mày cả hai ông nổi đó.
Nguyễn nào, Nguyễn ngoài à? Ừ, mày bắn lại mà. Tao nói bây giờ. Ú đỏ à, mày hỏi gì coi mày. Cho tao kia đầu đi chút. Tao nói mày là mày chết, mày mày đứng xa xa nó mày ăn ăn thiệt nó hay cỡ nào nó căng hai cũng nổi đâu. 1-1. Nó 1-1 á. Thiệt nó hay cỡ nào căng hai cũng nổi đâu. 1 tao nó 7 được. Tao nó mắc tiêu liên bắn thằng Trinh nữa. Nặng vô hồi nó tắt lửa than. Cóc cái đầu nó. Lì lì lì. Ma nhận dịch nó không mắc. Ác. Con dịch cũng tha. Dịch ta sống cho người ta sống đi. Hay quá. Nướng bóng đêm, nướng bóng đêm luôn được. Gắn chín này đó. Đem ra chuột. Chưa đuôi nó chưa. Không nổi để dữ vậy. Mày phải mùi gì chứ chuột đó chứ phải mùi gì chứ mày. Mùi khét. Rồi khỏi luôn đi. Mấy ruột lại mấy ruột luôn chấm cái đây. À, vậy đây mày yêu trước cho. Ruột mày trước, mày yêu trước cho. Mày yêu nó trước đi. Khoan khoan khoan. Vô vô. Đem. Mời bạn review cái nhẹ. Đây. Nha vô cắt rồi ăn đi. Rồi lao chấm vô chút. Chủ nhà chưa review chứ. Đây. Rồi. Dạ không qua. Không khách hả? Mời cả nhà là cái mày, tao đang quay nhà luôn. Mời nhà. Rồi cảm nhận mày sao mày? Cảm nhận ngọt ngọt. Cái cây cảm nhận nó quay đi hướng trời xanh nữa. Ngọt cái cây ngon thiệt. Cô lá chanh chấm thì ngon. Trời ơi, rất là thơm nha. Chị biếu, chị biếu. Tại nó thơm. Hơi khô xíu. Nhưng mà ngon không? Chưa, chưa ơi, máu, chưa ơi. Rồi, được. Đi dẹp con cá đó đi. Chi ông nội công sức của người ta mà kêu dịp cá lọc liếng ăn đi, để đó đi dạ. Ây à để muộn coi. Ui trời ơi. Chắc rồi chắc tao hạ nó xuống luôn. Tao no rồi. Đâu tao no rồi. Làm muộn cái gỗ đó cái gì chèo nhái nó quên nó trời mẹ điện về cua gái nó cua nó hả. Gua khùng quá mày ơi. Gua muốn gua. Anh làm mi em nghe hè đó. Gua đau đưa coi ai. Tao cũng búa mày hồi nãy mày tao quỳ đứng dịch cốc vô đầu. Nó lộn nhau à. Nó lâu chín rồi mọi người. Cốc đầu mình đã tháo cái cây ra bỏ luôn. Mình bỏ xuống mình liếm cho nó nhanh. Trời trời hiểu ý quá vậy. Sáng cái đầu nó vừa chụp lên thì cái này dịch sắp chín rồi mọi người. Hết da nó vàng phồng hết. Bóp này con này. Bóp. Con này. Nào hát bản ai cho nghe bớt góp vui anh chịu. Rồi anh tắt đi rồi em hát cho mấy đứa nghe cái này. Hát đi. Hát đi có bật đâu. Đâu có bật đâu. Hát đi. Không muốn đăng trời. Ừ. Con gái không trời. Tròn hả? Tròn hay Nguyễn? Tròn Nguyễn. Tròn Nguyễn là tròn. Ừ. Thử dễ gì tao chưa biết yêu. Chính dịch rồi mọi người ơi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ xơi nó thôi. Wow, ngon mọi người. Nãy giờ nướng biết lâu luôn. Sao những lời chờ đợi mọi người ơi. Mình ở giây phút chờ đợi cuối cùng đã được ăn. Chén từ hồi xế chiều tới giờ mà sập tối mới được ăn trước đây. Cái nhà nha. Nướng làm ăn cá lục kiếm được chở nè. Bây giờ mình ăn nha mọi người. Mời mọi người ăn cùng mình nha. Hiểu. Mời cả nhà nha. Sau những một giây phút chờ đợi khá là lâu, giờ là cũng đã ăn được mọi người chín rồi. Ngon không? Ngon không? À. Tuyệt vời không? Hương vị thế nào? Cái cây ngọt ngọt. Cái ngon. Dạ. Cái cây ngọt ngọt. Sao chuột? Dạ. Ngon không? Ngon. Nó ngọt ngọt. Thật sự. Thì dài nữa. Sao? Ngon. Hương vị thế nào? Ngon. Ngon hả? Ngọt dây dai. Ok.
cái béo ngon. Ngon ngọt ngọt hả? Cái cây nữa, cây cây nữa hả? Quá trời ngọt, em đậm dữ ngọt gì đó hả? Mọi người, đây là chén muối ớt chanh. Wow, trời ơi, trời nó khó trời, ngon quá. Thật đẹp quên ba trời. Thịt quế dài, nó ra luôn. Thật kìa. Thịt quế. Dạ. Hay quá trời, chiều ơi. Cắt cắt ơi. Sao nó gồi nó dài, cài. Cạp nó nổi. Nó chiều. Ừ. Bữa này là tháng nước nhưng cách trên nửa ký lắm, ký mấy là thôi, hai ký mấy á, cái trong bọc cho bá đó hả? Ừ, ừ. Không phải bây giờ nó là bị tiếng quá nó nhỏ rồi, cá nó nướng bị lâu rồi, ớt cà tế nữa cá ớt được á, giờ nó đi mua giọt về chi chi mua chi giờ nó mua hết rồi. Trời trời ngon trời. Nó sao vậy? Nó cỡ như mình cắt ra cái đây. Cổ cái. Tao biết thì cũng nói. Gì nữa rồi? Ừ, hết hết. Gì mày biết quay vậy? Nó mà già. Nếu con chuột biết là tao sợ rồi. Trời. Sao vậy? Sao kìa? Ai biết à, mày làm cái ghê nhất. Mày ăn cái rồi sợ. À, gọi để ăn. Gọi rắn nè, vô. Mày ăn đuổi đi trời, giết kỹ. Có đùi nữa hả? Ngay trong chỉ cái đùi đi. Cái cánh vậy cái đùi. Cái tao mới xé rồi, tao biết. Cánh nãy tao mới quất rồi. Chứ nào vậy? Nãy tao quất hết cái cá. Dịch ba đùi hả? À? Mày cái tao cái rồi đâu ra thêm cái nữa. Dạ. Nãy nó ao ước nhịt với 4 cái mà. Nhịt ngon nhất là cánh á. Cô có quay trong nhịn nè. Quá. Biết cánh gì đâu, ba phao câu nữa nghe. Nha. Nhất là ngon. Ăn cái gì nữa. Ngon nữa. Ngon nữa. Về nữa ông nội. Trời ơi. À cái chuyện nhìn tao không sao. Ăn này tao phái mày cười lắm. Ừ tao phái mày hay cười lắm. Nó là cười quá. Còn cái đầu ăn thử rồi. Còn thử đầu mà. Ăn con nó ăn. Được rồi. Nè. Thử rồi. Tôi nhái ra mày có sáng luôn. Được không? Để nhà tôi về nuốt nha. Trời trời nuốt nguyên cục đi lớn nè. Ham á. Chị có ngắn ra. Mới dẹp cái chiều đó. Nhát rắn thì thầy, ăn rắn thì che không? Ai ra người ta ăn hoài à. Ừ. Cái này không ai review nãy giờ. Rồi chết luôn. Còn sống ừ. Rồi. Còn sống thấy không? Dân ngoài sống. Dân nãy đâu review chứ mà. Hồi nào? Vừa vô luôn á. Vừa vô có quay không? Trời trời. Hồi nay dễ quá. Hả? Hồi nay dễ. Cái gì cũng nổi. Rồi, hồi nay mới chậu. Chậu cái gì? Ừ, cũng ăn được rồi.